Chào bà con, chào các bác. Nay Phương Bò xin chia sẻ đến quý bà con và các bác cách nhận biết bò nó được giống hay là chưa được giống nhé. Đây là cặp bò sim lùn rất là đẹp, dễ nuôi. Bò thì là đã đẻ 3 lứa. 3 lứa, lứa thứ tư này. Bò mẹ thì lối rất là đẹp, dễ nuôi, sim lùn. Đây này. Nhưng mà để tránh thiệt hại trong chăn nuôi hoặc là trước khi mình đi mua mình phải lắm được này. Đây con này là đã đây con này là chửa 4 tháng này các bác nhé. À con này là được hơn 6 tháng này. Mà về được. Rồi. Hàng sim lùn này rất là đẹp nhá. Đấy, mẹ sữa rất là mát. Nhưng mà mỗi cái là đây. Con này đây ông chủ chia sẻ là bảo là có giống 4 tháng này. Nhưng mà thực tế ra là con bò này là chưa được giống nha các bác nhé. Đây điểm cơ bản là các bác nhận biết này. Ông chủ cứ cam kết mãi là bò là được giống. Nhưng mà các bác phải lắm này, đây. Mẩy này, đấy, da mủ này, trắng tinh và mẩy này, đó, buộc con này lại, này, cặp bò này nếu mà bình thường con mẹ này mà được giống rồi thì mua quá là ok luôn, này, con nước sữa rất là đẹp luôn nhá, con cực kỳ, sữa cực kỳ mát luôn, đấy, tránh tình trạng các bác mua những con bò mà mình biết ngay từ đầu thì nó không tức. Khi mình mua về rồi mà bảo có giống rồi lại không có giống thì rất là bực mình các bác ạ. Này. Cặp bò thì thực sự rất đẹp, dễ nuôi nhưng mà mỗi cái là con mẹ nó chưa được giống. Đây. Con sữa cực kỳ mát, con mẹ sữa cực kỳ mát luôn nhé. Đây, như con à con mẹ đấy, đi ra đầy những cái nó vẫn ra đầy những cái mủ trắng nên là bò này chắc chắn là chưa được giống nhé. Chạy quanh quá đây em muốn soi cụ thể cho các bác xem. Đây đấy. Bò này thì 100% là chưa được giống nhá. Đấy, ông chủ bảo chửa 4 tháng này. Nhưng bò này chắc chắn là không có giống. Đó, cặp bò quá thuận mà cuối cùng thành ra là chưa được giống. Đó, thế này mà ví dụ như cặp bò này mà nó được giống rồi thì thực sự cặp bò này quá thích luôn. Đây, còn sữa cực kỳ mát luôn nhá. Mọc tít luôn, đấy. Mông to luôn, đấy, con mẹ sim lùn, không biết là vừa rồi ông chủ không để ý hay sao nhưng mà con bò này thì đến bây giờ vẫn chưa được giống mà ông lại không biết, đấy. Thực ra những con bò này mình mua mình nếu mà con bò mẹ này mà được giống 4 tháng rồi thì giá nó khác hoàn toàn nha các bác nhé. Con bò chưa được giống giá nó khác hoàn toàn. Đấy. À, nhìn cả mẹ con này thực tế ra là rất là thích. Mỗi cái là bò mẹ chưa lấy được giống này. Ông chủ đang đòi đúng 50 triệu. Nếu mà con mẹ này mà được giống thì lấy quá ngon luôn. Rồi 52 chốt đúng 50, em nghĩ là chắc chắn là không được giống thì ông chủ mới bán vậy. Đấy. Con này nó trở đến 7 tháng rồi. Thank you.
chim lùn dễ nuôi.